Nhìn tướng ngon vậy. Ơi trời ơi, còn trẻ khỏe lắm. Mới chín lông mà. Chín lông nhìn còn ngon à, còn bé ha. Cảm ơn ông anh nha. Tôi mới có 87 tuổi à. Ở gì? Chị nhỏ hơn tôi rồi ông anh ơi. Mà nhìn bà chị còn trẻ hơn tôi ha. Cảm ơn, bà chị cho tôi hỏi biết nhà ông thần y Võ Hoàng Yên ở đâu không? Trời ơi, mới chổng ra chứ đâu. Mới chổng ra. Bà chị chổng ra. Ờ, mới đi từ nhà anh Yên khám bệnh nhà anh Yên ra. Ủa, nhà ông Võ Hoàng Yên trong đây hả? À chồng ơi chồng. Trời ơi, tôi đang đi kiếm nhà ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nè. Vậy ơi, chị chạy vậy đi, quẹo tới rồi. Cảm ơn bà chị nha. Nãy vô quên đem tiền. Vào giờ về nhà lấy tiền, mua phiếu. Mua phiếu. Mà nói nghe nè, thầy Yên chữa bệnh không có lấy tiền đâu nha. Nhưng mà muốn gặp thầy là phải mua phiếu. Ủa mua phiếu bằng gì? Thì bằng tiền. Trời ơi. Ủa không lấy tiền rồi mua phiếu bằng tiền, cuối cùng y với lấy tiền nè trời. Thầy Yên chỉ lấy phiếu thôi. À. Mà muốn có phiếu thì phải mua bằng tiền. Phiếu nhiêu lận? 5 triệu. 5 triệu? Ừ. Má ơi, mắc như vậy. Trời ơi, bệnh mà lấy tiền mua sức khỏe. Trời ơi, hên quá, tôi có bọc đây 7 triệu. Vậy hả? Ngon rồi, vô đi, vô đi. Rồi, chúc bà chị có quay lại không? Có. Rồi, cho chổng cái gì tôi dành ghế cho bà chị nha. Dành cho cái ghế hai mình ngồi chung với nhau. Trời ơi, nhìn bà chị ngon quá, tôi đi nha bà chị. Cảm ơn. Dành giùm cái ghế hai mình ngồi chung với nhau cho vui. Trời ơi, nhìn bà chị bén quá. Cảm ơn nha. Chào bà chị nha. Nhớ dành cái ghế nha. Chữa bệnh phải không? Mua phiếu chưa? Rồi, lên ghế thầy chữa. Quay lại. Trời ơi, làm gì bài hải vậy? Rồi, chịu khó chịu đau xíu hen. Rồi, thả miệng ra. Rồi. Rồi. Im. Rồi nè. Rồi nói. Đau quá. Đau thấy mẹ luôn. Giỏi. Trời ơi, nói được rồi kìa quý vị. Thầy ơi. Sao? Tôi đâu có bị câm đâu. Ủa, sao nãy giờ không nói? Trời ơi, tự nhiên cái thầy vô thầy đè thầy làm quá trời vậy. Tại đây chị bệnh câm nhiều. Bị gì đây? Tôi bị đau khớp háng. Đau khớp háng? Tôi đau từ lúc mà. Trời ơi, tôi mới lấy vợ nhỏ về giờ tôi đau khớp háng luôn. Trời ơi, nguyên nhân là lấy vợ nhỏ nên đau khớp háng phải không? Dạ. Rồi, yên tâm, gặp Võ Hoàng Yên tôi là cái gì cũng trị hết. Rồi, chịu khó nghe. Hít thật hơi thật sâu. Nín thở. Cái nữa nè. Rồi, đứng lên thử nè, đứng lên từ từ nè. Đứng lên. Rồi, có ai chúc mừng không? Rồi, đi bình thường đi. Mày làm cái gì vậy? Mày đi bình thường đi. Rồi, nè, dựng xe đạp lên đạp coi.
Rồi rồi. Rồi về ha. Sao? Rồi rồi, xương sống ha. Rồi chuẩn bị nè. Rồi chuẩn bị nè. 2 3. Rồi xong luôn. Về đi trời ơi. Đó, đứng tưởng dán bánh tre hang. Rồi. Rồi. Tuần sau á đoàn của thầy xuống Đồng Tháp. Nhớ xuống Đồng Tháp tái khám nha không? Rồi, đi đi. Trời ơi. Có ai chúc mừng không? Người tiếp theo. Trời ơi. Ngoại vô đây hồi nào vậy ngoại? Bút vé sẵn rồi, còn chờ nãy giờ. Rồi, rồi. Từ đây vô cầm đồ chơi nữa. Bị gì đây? Bị không gọi tự nhiên không có kinh. Bắt kinh. Bắt kinh hả? Để coi coi. Chị luôn. Lên võng hả? Lên võng, lên võng. Con cháu đâu không đưa đi, đi mình hả? Chết hết rồi, còn mình tôi. Được chưa? Rồi, nằm im nè. Cám mà sao? Cứ nằm đi, mệt quá, có thầy ở đây rồi mà. Rồi ha. Rồi duỗi thẳng chân ra. Duỗi thẳng chân. Rồi co chân lại. Co chân. Thôi thẳng chân đi. Thẳng chân. Rồi ha. Rồi nằm ngủ một giấc đi. Rồi. Chết mẹ rồi, tắc kinh chị sao trời. Trời ơi vui quá. Sắp có kinh lại rồi. Tuổi 16 trăng tròn. Ủa sao đông quá vậy? Dữ bệnh đông quá vậy? Thầy ông ơi, thầy ơi. Thầy Yến ơi. Thầy Yến ơi, thầy Yến. Thầy Yến ơi, thầy Yến. Cầm lưng yên dỗ mà duyên già. Đi lừa đảo thật chuyên đà. Tuy không phải là thần tiên nhưng mà cũng có tới chất làm diễn viên. Xong rồi khi đi về nhà là cái bình sẽ tái phát lại. Tại vì thầy đi chữa rất nhiều chỗ nên không có việc gì phải ngại. Lừa đảo Việt Nam cho tới nước ngoài làm mất danh dự một dân tộc. Làm ăn thất đức cũng có một ngày sẽ biết thế nào là móc bọc. Kính thưa chị Hằng, em đây chỉ muốn kiếm vài ba đồng uống trà đá. Lấy tiền từ thiện vài 300 triệu để xây cất nhà cho ba má. Nuôi ba con vợ với mấy đứa con nên em chút ít để lo à. Vậy mà chị lại quay lúc phút luôn nói em lừa đảo tội em.